Hello, Xuân Hùng xin kính chào quý vị bạn. Hôm nay thì em lại về cho các bác một mẫu xe số tự động giá rẻ các bác ạ. Số tự động giá rẻ nhá. Trước mắt các bác đây là một chiếc xe sở bắc đây. Đời 2008, số tự động và máy 0.8, xe thì quá chất lượng luôn. Màu thì màu vàng đồng các bác ạ. Đây là những mẫu xe mà có thể là đi gia đình nó rất là tiện lợi và tiết kiệm xăng. Để bác nào đang có nhu cầu mua xe thì alo cho em nhá. Số điện thoại 0896108883. Mẫu xe nhỏ gọn, số tự động, tiết kiệm nhiên liệu đây rồi. Đấy, trong cái mùa rét này nếu gia đình như các bác mà mua được chiếc xe này về để đi gia đình nhá, để chở chở vợ chở con đi về nội về ngoại này, đặc biệt là cái Tết này. Đấy, đặc biệt là cái Tết này nếu như các bác mà mua chiếc xe này đi thì sướng này. Nó tiện lợi một cái là số tự động, vợ mới tập lái xong vẫn đi được tốt này. Đấy. Mới tập lái cũng đi được, hoặc là những phụ nữ đi con này là cực kỳ dễ luôn. Đời 2008 là một chiếc Spark số tự động. Biển 30 Hà Nội. Đây là mẫu xe gọn nhẹ và xe này thì zin 100%. Đây nhá, các bác cho xem này, màu vàng đồng. Được chưa? Màu vàng đồng nhá. Và la răng sắt thôi, nhưng mà lốp thì mới dày. Được độ body kit lốp luôn này. Đấy, body kit thể thao luôn, cả bô kép này. Được chưa? Sơn xi con này thì cực đẹp và có đây. Con này thì keo chỉ zin hết này. Đây này, keo chỉ zin hết này. Không mất phân keo chỉ là luôn. Đấy, nội thất đẹp như thế này, sạch sẽ gọn gàng nhá. Và lót sàn dối đầy đủ. Nội thất thì màu vàng kem, khá là sạch sẽ gọn gàng. 2008 thì chiếc này nó sẽ có giá tầm hơn 100 triệu các bạn. Hơn 100 triệu. Chứ dưới 100 triệu thì chắc khó mua. Vì cái dòng xe số tự động mà lại bền là mà nguyên bản như thế này mà dưới 100 triệu thì rất khó mua, mà đời 2008 nữa. Keo chỉ zin 100%, không mất một phân keo chỉ nào. Máy số con này cực chất và gầm bệ thì quá ngon. Được chưa? Là răng đúc và chiếc này thì màn hình cam nồi chưa có. Bác nào thích thì em sẽ lắp cho bộ màn hình cam nồi số tự động đấy nhá. Được chưa? 2008. Phiên bản số tự động và dòng xe mà sạch sẽ gọn gàng như thế này thì chúng ta mua về đi sướng lắm. Số tự động mà hơn 100 triệu một tí thôi các bác ạ, hơn 100 triệu tí thôi. Màu vàng đồng đẹp luôn này. Được chưa? Biển 30 Hà Nội nhá. Bác nào mà muốn mua dòng này sang tên đổi chủ thì em sẽ hỗ trợ việc rút hồ sơ hoặc là sang tên cho các bác này. Mắt đèn sáng. Đây, body kit lốp đây. Đấy, chủ nhà độ lên rất ok luôn này. La răng sắt nhưng mà lốp dày đẹp. Đăng kiểm tháng 10/24. Đây này, đăng kiểm tháng 10/24. Thoải mái đi. Bây giờ vẫn là 23 mà vẫn tháng 10/24 mới hết cơ. Xe này mới đăng kiểm đợt tháng 10. Đấy các bạn. 2008 nhá, sạch sẽ gọn gàng. Màu sơn quá ok này nhá. Màu sơn ngon lành sạch sẽ cành đào như thế này đúng không ạ? Keo chỉ zin 100%, không mất một phân kia chỉ là. Đấy, cam kết cho bác luôn là không mất phân keo chỉ là luôn. Máy số chất gầm mẹ ngon này. Được chưa? Bác nào đang có nhu cầu mua chiếc này nhá, alo cho em ạ. Đây các bác nhìn trần lý đẹp như thế này này. Được chưa? Ok luôn. 2008. Bác nào đang có nhu cầu mua chiếc này về chạy gia đình cho vợ đi này. Đấy, lanh quanh nhô 100 một tí thôi thì alo cho em theo số điện thoại 0896108883. Xuân Hùng ô tô nhá, em sẽ ship xe tận nhà cho bác luôn. Vâng ạ, xin chào gặp lại các bác nhá trong các chương trình lần sau.